xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Và trước khi vào video chính ngày hôm nay thì trong thời điểm của trước Tết ấy, thì bên em có hỏi các bác là nhiều bác là các bác có thích thương hiệu nổi tiếng mà ai cũng biết như là JBL không? Thì rất nhiều bác bảo là ok, anh rất thích JBL, chú lấy đi thì anh ủng hộ, đúng không ạ? Thì hôm nay sau cái thời gian dài mất kênh thì em up lại những cái video cũ, thì bây giờ sẽ có những video mới và gần đây thì sẽ lên sóng tất cả những sản phẩm của JBL để gửi đến các bác. Và ở Việt Nam mà nói đến âm thanh thì từ thời em hay từ thời bố em này thì JBL là một thương hiệu mà ai cũng biết. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là chất lượng, một thương hiệu được ra đời từ những năm 1946 và ở Việt Nam các bác nhá. Và nói đến âm thanh nói chung và karaoke nói riêng thì không ai là không biết JBL. Và JBL là một thương hiệu được nhái nhiều nhất tại Việt Nam, đúng không ạ? Bất kể cái gì mà ở Việt Nam mà cần bán được thì sao? Lấy cái mác JBL ra, gắn vào đấy, ok, thành một sản phẩm rất dễ bán, đúng không ạ? Nhưng mà chỉ cần gắn là JBA thôi là khó bán rồi, nhưng mà gắn JBL vào lại rất là dễ bán. Và đó là những sản phẩm mà nó hơi kém chất lượng một chút, nhưng mà bên em thì sẽ mang đến các bác những sản phẩm mà của JBL chính hãng. Và nếu như mà trong khoảng tầm 10 năm trước thì sao ạ? Ở Việt Nam có rất là ít cái thương hiệu âm thanh, không nhiều như bây giờ. Và một số cái thương hiệu để bác có thể lựa chọn, có thể kể đến như là JBL này, B&B này, Bow này, Giang Hua, đúng không ạ? Và một số thương hiệu khác, nhưng mà bây giờ thì có quá nhiều thương hiệu này các bác. Khi đi mua hàng thì các bác cũng hơi băn khoăn. Là ví dụ như là bây giờ tôi có 4 triệu, tôi có bây giờ có 10 sự lựa chọn thì biết chọn cái gì. Nhưng bây giờ thì có đến 100.000 sự lựa chọn cơ. Nhưng mà khẳng định với các bác là khi các bác mà sở hữu những cái sản phẩm của JBL thì các bác yên tâm về chất lượng. Bởi vì sao? Đây là một thương hiệu quốc tế và nó nổi tiếng trên toàn cầu, chứ không phải là một số thương hiệu mà Anh, Mỹ, Đức nhưng mà chỉ bán tại Việt Nam. Ok, hôm nay thì em sẽ mang đến các bác một mẫu mic của JBL. Và mẫu mic này thì được ra đời vào cuối năm 2020. Đây là một dòng mic có mẫu model là VM200. Đây là mẫu mic đàn em tóm tắt của VM300. Và bộ mic này thì tiếng quá là phê luôn. Em test kỹ rồi và đã test kỹ tất cả những sản phẩm của JBL thì mới lên sóng các bác. Và với bộ mic này thì nó sao ạ? Rất là nhỏ gọn và đẹp. Quan trọng là sao ạ? Chất âm nó cực kỳ hay. Các bác có thể cầm cái mic này thôi, các bác hát thì phải nói là quá là phê. Và bây giờ thì em sẽ mở hộp và để xem rằng là bên trong bộ mic này có cái gì các bác nhá. Và đây là một sản phẩm được phân phối bởi 3 sao các bác nhá. Đây, tem 3 sao đây các bác này. Đấy. Và bên trong của nó khá là nhỏ gọn, đúng không ạ? Đầu tiên thì sẽ là cái phần đầu thu. Đây, mở luôn đầu thu cho các bác xem. Rồi, phụ kiện trước đi nhỉ. Phụ kiện đi kèm thì sẽ gồm là như là dây sóng ly này, anten này, pin này và cái chống lăn. Đấy. Và đây là cái phần đầu thu của nó. Với đầu thu của JBL này thì nó khá là nhỏ gọn. Đấy, các bác xem này. Nó khá là nhỏ gọn, nó giống như là một cái quyển vở vậy. Không quá to đâu nhưng mà rất là chất. Ở dưới này có bốn cái chân đế cao su này. Và đây là thương hiệu JBL. Đấy, các bác xem này. Rất là chất. Nhỏ gọn thôi nhưng mà sờ vào là phê luôn. Đấy. Và cái đây là phần tay mic. Đấy. Các bác nào mà sử dụng bộ mic này thì phải nói là quá phê luôn. Tai mic, vỏ của nó thì được làm bằng kim loại các bác nhá. Kim loại và sờ rất là mát. Cái dòng này thì nó được phủ lano nên là các bác sờ yên tâm là không lo vân tay, không lo dính. Và cái phần đầu trục mic này thì nó được làm bằng thép không gỉ nên là nó bảo vệ cái phần côn mic bên trong rất là tốt. Đấy. Các bác nghe từ kim loại không ạ? Úi dồi ôi. Hàng chính hãng các bác nhá. Bên em bán hàng chính hãng thôi chứ không bán hàng fake đâu, bác yên tâm. Rồi, các bác xem này. Những cái sản phẩm chính hãng thì các bác chỉ cần nhìn một phát là biết ngay, bởi vì nó rất là hoàn hảo và nó không hề có một tí gọi là ba via nào. Nhờ dòng mic này thì hát quá phê luôn. Chỉ sợ là con này thì ưu điểm của nó rất là nhiều, nhưng nhược điểm của nó cũng có, đó là gì ạ? Giá thành hơi mắc một chút. Với bộ mic này hiện tại đang có giá là trên 7 triệu. Bây giờ thì em sẽ lắp vào test luôn đi các bác cái chất âm của dòng mic này. Và với cái đầu thu này thì nó khá là nhỏ gọn so với những cái dòng mic khác. Đấy, hàng xịn nó khác. Và ở đây sẽ có là những cái núm để các bác có thể là chỉnh được âm lượng này, rồi là
tăng giảm tần số. Đấy, các bạn thấy không ạ? Và với cái dòng mic này thì nó không thể thiếu được những cái tính năng cao cấp như là gì ạ? Là tự ngắt. Khi các bác mà hát xong mà bỏ mic xuống bàn khoảng 3 giây là mic sẽ tự động ngắt. Và thêm một tính năng nữa, scan này các bác xem này, là tính năng mà dò sóng sạch các bác nhá. Đấy. Ok, bây giờ thì em sẽ hát và test đến các bác cái chất âm của dòng mic này. Nói chung là khi mà các bác sở hữu, bác nào có mic JBL này là nó đẳng cấp rồi. Rất đẳng cấp rồi. Và không phải lo là hàng giả, hàng nhái, hay không phải lo là âm nó hay hay không. Và với cái dòng này thì nói luôn với các bác là sóng nó ổn định trong khoảng tầm 50m các bác nhá. Đấy. Tiếng cực kỳ hay luôn. Bây giờ thì em sẽ hát và test đến các bác cái chất âm của bộ mic này. Anh Trung alo thử đi. Lô 6, 7, 2. Đấy, nghe chưa? Nghe gọi là chưa hát lại thế phê rồi đúng không? Ở đây thì em ghép với một bộ gồm con vang JBL đẩy ground và một đôi loa DK. Đấy, hôm sau thì ghép full bộ JBL đi các bác luôn. Bây giờ thì hát test đi anh ơi. Ok. Mời các bác nghe ca khúc Dị Vãng Nhạt Nhòa nhé. Hát làm sao để nó toát ra được cái giá trị của mic nhá. Mic hay rồi, hát kiểu gì nó cũng hay mà. Ở đây thì em để chế độ reverse các bạn. Nhạc to chút nữa. Nói chung là bên em căn thì các bác yên tâm rồi. Không màu lo. Ông này hát cách loa khoảng tầm chưa đến mét các bác ạ. Trời tình đơn là tình đầu tình rực rỡ, tình trong dĩ vãng nhạt nhòa. Các bác nghe cái tiếng nó rõ nó sạch không ạ? Tanh tách luôn ấy. Vòng mùa trăng đó đấy. Nắng từ phương xa về như giấc mơ. Tình đầu rực rỡ rồi trọn đời còn nhớ, tình ta thiết đắm say. Ánh mắt ngây thơ nhưng du hồn, du áo phong sương em vội tình duyên. Lúc đang tươi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằm, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng. Cho lứa đôi chưa vội đời chờ, cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Đấy, ok, vừa hát xong cảm giác sao anh? Nó đã hay rồi thì hát kiểu gì nó hay, nhẹ nhàng, mic bắt tốt, rồi tiếng dễ nhất là tiếng nghe rất là sạch. Quan trọng là cái tiếng. Đấy. Đó quá. Alo phát nữa đi. Đây là chỉ tiếng nha. Lô 67. Chúng là hàng JBL, hàng Mỹ các bác đúng không ạ? Ok, và vừa rồi thì em vừa test nhanh đến các bác chất âm của bộ mic JBL VM200. Đây là một dòng mic phải nói là quá tuyệt vời. Và nó có tất cả những cái ưu điểm mà các bác cần của một con mic đẳng cấp hay đúng không ạ? Cầm là hát là hay. Ok, nhưng mà nhược điểm là gì ạ? Nhược điểm là bộ mic này cái giá thành nó hơi cao một chút, là 7 triệu, hơn 7 triệu. Thì những bác nào mà cần tư vấn về bộ mic này thì có thể là liên hệ bên em để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp các bác nhá. Và sắp tới thì bên em sẽ mang toàn bộ những cái sản phẩm của JBL về đây để phục vụ các bác. Đấy. Tất cả sản phẩm của JBL. Bác nào mà quan tâm ủng hộ thì hãy để lại cho em một like các bác nhá. Ok, và bây giờ thì xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhá.